Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục bình luận ngày thứ ba, 13 Tây tháng 7 năm 2021, với chủ đề là số phận nữ giới tại Afghanistan dưới chế độ Taliban. Thưa quý vị, trong vòng một vài tuần gần đây, hầu hết các cơ quan truyền thông từ truyền thanh, truyền hình cho tới báo chí, một trong những tin tức mà được xem như là quan trọng hàng đầu là loan tải về diễn tiến từng ngày về tình hình tại Afghanistan, nhất là những cái lời tuyên bố và đã được kiểm chứng là quân Taliban đang chiếm rất nhiều những quận, tỉnh của Afghanistan. Trong khi đó, quân chính phủ Kabul thì đã có một số trường hợp là đã bỏ những doanh trại và chạy qua biên giới của cái quốc gia bên cạnh là Tajikistan. Thì thưa quý vị, quân Taliban giờ phút này tuyên bố là đã kiểm soát được 85% lãnh thổ của Afghanistan. Có thể đây là con số do Taliban phóng đại lên, nhưng mà quả tình rằng số thành thị và các quận hạt mà Taliban chiếm được thì nhiều. Cái câu chuyện sáng hôm nay được tờ The Daily Mail đăng tải khiến cho người ta rùng mình vì những tin tức do một tay chánh án của Taliban nói với một cái phóng viên của báo chí Đức, mà cái cuộc phỏng vấn đó được thực hiện ngay tại cái khu vực phía trung tâm của Afghanistan, tức là nằm trong một cái thành phố mà đã bị quân Taliban chiếm đóng. Cái tay chánh án này tên là Gul Rahim, 38 tuổi, đã nói về những cái hình phạt mà dành cho người dân Afghanistan tại những cái khu vực mà quân Taliban chiếm được. Những hình phạt này, theo như cái chánh án Gul Rahim này đó, là để răn đe tất cả những tội phạm xã hội. Chúng tôi xin kể một vài cái tội phạm mà Gul Rahim nói với tờ báo Đức và đồng thời nêu ra những cái kỷ luật như thế nào. Gul Rahim nói các hình phạt tại khu vực trung tâm của Afghanistan mà quân Taliban đã chiếm được như sau. Thứ nhất là cắt hẳn những cánh tay hoặc là chặt chân của những người mà ăn trộm. Phụ nữ chỉ được phép đi ra khỏi nhà nếu mà đã nộp đơn xin giấy phép của các cái tay mà bảo vệ an ninh địa phương người Taliban mà thôi. Với những người đồng tính thì cái hình phạt là gì? Quân Taliban sẽ đưa những người đồng tính đã tới đứng cạnh một cái bức tường bằng gạch và xô ngã bức tường xuống để cho đè bẹp lên thân thể của những người đồng tính. Cái tay chánh án Gul Rahim này còn nói thêm là theo như cái bộ luật là Sharia Law, tức là bộ luật rất là gay gắt của phía bên Hồi giáo mà Taliban áp dụng tại tất cả những cái khu vực nào mà Taliban chiếm đóng đó, thì tay chánh án này nói rằng sẽ thi hành cái bộ luật Sharia Law này trên toàn cõi Afghanistan một khi mà người Mỹ đi hết và Taliban chiếm lại được đất nước này. Tay này nói nguyên văn như sau. Đây là cái mục tiêu của Taliban và lúc nào từ xưa tới giờ cũng thế, tức là cũng sẽ áp dụng cái luật Hồi giáo Sharia. Rahim còn đưa ra một số những viễn ảnh với phóng viên của tờ báo Đức khi mà nói chuyện với phóng viên này ngay tại một cái thành phố mà quân Taliban chiếm được. Tay chánh án này nói là mới đây đã có một người đàn ông bị bắt vì cái tội là ăn cắp một cái nhẫn của một phụ nữ. Thì tay chánh án Rahim này ngồi xử cái vụ đó và đưa tới một cái kết luận để thi hành bản án như thế nào. Rahim đã ra lệnh chặt đứt cái cánh tay mặt của cái người đàn ông mà bị cho là đã ăn cắp cái nhẫn đó. Sau khi chặt xong thì Rahim mới hỏi cái người phụ nữ mà mất cái nhẫn, bảo rằng thế bà có muốn tòa án ra lệnh chặt nốt cái chân còn lại của cái người ăn cắp cái nhẫn hay không? Bởi vì khi mà ăn cắp cái nhẫn xong, nó tay này nó còn xông vào nhà bà, chứng tỏ là hắn bị phạm hai tội là tội ăn cắp nhẫn và tội bước chân vào nhà bà.
Thì cái người phụ nữ mà chủ nhân cái nhẫn á, nói rằng thôi, chỉ chặt một tay là đủ rồi. Thưa quý vị, đó là nguyên văn. Cái tay chân ngắn Rahim này đã kể lại với phóng viên của một tờ báo Đức. Ngoài ra, y còn nói rất rõ là chính y đã ra lệnh bắt giữ những cái băng đảng mà can tội bắt cóc người ta hoặc là can tội buôn bán phụ nữ đó. Thì cái hình phạt mà Rahim đã tuyên xử đối với cái tội này là gì? Là treo cổ. Rahim nói rõ là tùy vào cái mức độ tội phạm, nhưng mà bắt đầu tội phạm nhẹ nhất bằng hình thức gì? Bằng hình thức chặt các ngón tay. Và có những tội phạm thì Rahim đã ra lệnh là cắt hai cái cổ tay, tức là cắt tới đây này. Rồi sau đó, những cái tội phạm nặng hơn, thì chính Rahim đã phán quyết rằng cái người phạm tội phải bị chịu cái hình phạt là cắt tới cùi chỏ, tức là từ đây xuống. Và tội phạm nặng hơn nữa là sẽ bị cắt cao lên tới tận đây cả hai cánh tay, tức là cắt cụt luôn hai cánh tay của những người phạm tội. Một số những trường hợp phạm tội khác thì sẽ bị ném đá cho tới chết hoặc là bị treo cổ bằng dây thừng. Phóng viên tờ báo Đức nêu một câu hỏi. Thế thì với những người đồng tính nam, đồng tính nữ, thì trong cái chế độ mà Taliban cầm quyền á, đối xử với những người này như thế nào? Thì cái tay trên nám Rahim này nói. Thứ nhất, cái hình phạt đầu tiên, hoặc là những người đó sẽ bị ném đá cho tới chết. Hình phạt thứ hai là những người đồng tính đó sẽ bị đẩy vào một cái bức tường, với điều kiện là bức tường nó phải cao từ 8 cho tới 10 feet, để bảo đảm rằng với cái độ cao đó thì khi bị xô xuống, tất cả sức nặng của gạch đá nó đè lên cái người mà đồng tính đó, người đồng tính nó phải chết. Đó là Rahim nói như thế. Ngoài ra thì Rahim còn nói rất rõ là nơi nào mà Taliban cầm quyền trở lại sau khi mà đã bị đánh bật đi trong 20 năm vừa qua đó, thì cái bộ luật về Hồi giáo sẽ được thi hành một cách hết sức là nghiêm ngặt. Trước cái tình hình này thì thưa quý khán giả, bản tin sáng nay mà chúng tôi đọc được của tờ The Hill có, đọc được của hãng thông tấn Reuters cũng có, là đã có những làng mạc bên Afghanistan mà phụ nữ và những trẻ em gái từ 10 tuổi, 11 tuổi đã phải bỏ làng trong vòng 10 ngày vừa qua, đi bộ từ làng này qua làng khác để hy vọng rằng tới được cái vùng biên giới của Pakistan để qua phía bên kia biên giới thì mới có thể sống sót được. Chưa biết tình hình ra sao. Rahim thì nói rằng với các phụ nữ đó, thì phụ nữ có thể cho phép được ra khỏi nhà với điều kiện là phải xin phép các cái thành phần mà bảo vệ an ninh từ địa phương. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng biết là trong mấy ngày vừa qua, các phóng viên của đài BBC, có MSNBC, có CNN, có đi vào Afghanistan đó, đài BBC nữa, thì Taliban chơi một cái trò tuyên truyền bảo rằng các thành phố mà đã bị chiếm rồi hoặc là sẽ bị chiếm trong tương lai đó, mọi người yên tâm, ai buôn bán cái gì thì cứ buôn bán, phụ nữ cứ vẫn cứ đi làm vân vân. Nhưng mà phóng viên các đài đã đi phỏng vấn một số phụ nữ làm những cái nghề như là cắt móng tay cho khách, cắt tóc cho khách vân vân đó. Thì những người phụ nữ này họ biết chắc là số phận của họ sẽ khốn cùng nếu mà quân Taliban chiếm được những thành phố họ đang sống. Thành thử ra cái điều lo ngại nhất hiện nay của Tây phương và của những người mà quan tâm đến tình hình Afghanistan đó, là số phận của nữ giới Afghanistan trong chế độ Taliban ra sao. Quân Taliban thì nói rằng vẫn hy vọng là có thể chia quyền một cách hòa bình với chính phủ Kabul. Nhưng mà đó là cách nói của Taliban thôi. Và chính phủ Kabul thì cũng mong cái điều đó. Tức là mong là người Mỹ rút đi, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO rút đi, thì vì người Mỹ vẫn còn cam kết là một năm sẽ giúp cho Taliban mấy tỷ Mỹ Kim, 3 hoặc 4 tỷ Mỹ Kim. Tòa đại sứ Mỹ vẫn còn tại đó, và có thể sẵn sàng yểm trợ bằng không quân
nếu mà xảy ra những cuộc giao tranh giữa một bên là quân chính phủ Kabul và một bên là quân Taliban. Nhưng mà đó là cái viễn ảnh tương lai mình không biết được. Hiện nay thì đang có những cái giải pháp vận động để có một cái nền hòa bình mà người ta gọi là dignity, tức là một nền hòa bình trong danh dự và lâu dài tại Afghanistan. Những cuộc thảo luận tại Doha và thậm chí phái đoàn chính phủ Kabul, quân Taliban cũng đang họp với nhau tại Iraq, xin lỗi quý vị, Iran chẳng hạn. Nhưng mà đó là tương lai và mù mịt chứ không có sáng sủa tí nào cả. Thì thưa quý vị, Rahim đã đưa ra hai hình ảnh mà đài và báo Daily Mail có chụp lại và đưa lên trang mạng của Daily Mail. Cái hình ảnh được xem như là được mọi người xem nhiều nhất là có một người đàn ông Afghanistan đã bị quân Taliban bắt được và bị xử cái tội là giết người. Thì hình ảnh này cho thấy rằng người đàn ông này quỳ xuống ngay tại một cái sân vận động để đá banh. Phía sau là một chiếc xe pickup truck và một người đàn ông đang cầm một cái khẩu AK-47. Sau đó thì người đàn ông này đã bị bắn chết bằng súng AK-47 và có sự chứng kiến của 35.000 người xem cái cảnh bắn đó tại cái sân vận động đó. Thì cái tay mà gọi là chánh án Gul Rahim này cảnh báo rằng tất cả mọi hành động cắt tay, cắt chân đối với tội ăn cắp, cái hành động đầy cái bức tường để mà giết chết những người đồng tính vân vân á, chắc chắn đó là cái mục tiêu để mà răn đe dân Afghanistan khi mà quân Taliban chiếm được xứ sở này. Trong lúc lãnh đạo của các quốc gia Tây phương, trong đó có nước Mỹ, hy vọng là cái cuộc đối đầu hiện nay bằng quân sự giữa quân chính phủ Kabul và quân Taliban sẽ có thể ngưng lại để đi tới một cái giải pháp cho cái xứ sở này. Nhưng mà thưa quý vị, với cái cách trả lời của cái tay chánh án Rahim này đối với tờ báo Đức ấy, thì cho thấy rằng đây là một cái lời răn đe với dân chúng Afghanistan rằng nếu quân Taliban chiếm được thì đất nước nó sẽ là như thế. Như vậy là xem như là hết. Chúng tôi có đọc được cái bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng đăng ở trên trang tiếng Việt của đài tiếng nói Hoa Kỳ, tức là VOA. Nhà báo như Ngô Nhân Dụng nói rằng 20 năm qua thì xã hội Afghanistan đã thay đổi rất nhiều. Thủ đô Kabul đã có tới 6 triệu dân, rất nhiều cao ốc được xây dựng lên, có những khu thương mại được mọc lên, các quán cà phê, đạp chiếu bóng và cái tập gym đó, tức là cái khu vực tập thể thao chẳng hạn. Điện ảnh, âm nhạc, truyền hình cũng đã được dân chúng xem và có sự bùng phát rất nhiều trong cái lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và truyền hình. Thanh niên sống một lối sống mới, khác hẳn với cái thời gian mà Taliban chiếm Afghanistan trước khi mà bị quân đội Mỹ lật đổ năm 2001. 20 năm qua thì nhiều phụ nữ đã bỏ khăn che mặt đi và họ ra đường không cần đàn ông đi kèm nữa. Con gái cũng đã được đi học. Dân chúng Afghanistan đã bắt đầu biết xài Facebook, Instagram, Twitter, họ xem hệ phim ảnh, xem những chương trình văn nghệ và họ nuôi dưỡng những ước mơ, họ nuôi dưỡng những khát vọng mới như thanh niên của tất cả mọi nơi trên khắp thế giới. Các đại học tư và các đại học công nổ rợ ở thủ đô Kabul. Hàng trăm ngàn sinh viên đã tốt nghiệp khỏi các trường đại học này. Nhà báo Ngô Nhân Dụng còn nói rằng một cái thí dụ đơn giản là tại Đại học American University ở Afghanistan chẳng hạn. Cái niên khóa năm 2006 chỉ có 51 sinh viên mà thôi, trong đó chỉ có một nữ sinh viên. Quân Taliban đã đặt bom phá cái đại học American University này vào năm 2016. Nhưng mà cho tới năm nay, tức là năm 2021, nữ sinh viên đã chiếm tới 40% trong tổng số 250 người tốt nghiệp tại American University ở Kabul. Ông Ngô Nhân Dụng thì ông tin là những người Afghanistan mà lớn lên trong cái cuộc sống 20 năm vừa qua của đất nước họ đó, họ đã chứng kiến cái nền văn minh của nhân loại, họ đã chứng kiến những cái quyền của con người căn bản được bảo vệ, đó là quyền sống của con người, quyền tự do báo chí, quyền tự do được
ước mơ và được gọi là đeo đuổi cái hy vọng, cái ước mơ của mình. Thì ông Ngô Nhân Dụng tin rằng những người đó sẽ nhớ mãi những cái kỷ niệm của 20 năm ngắn ngủi vừa qua. Ông nêu cái trường hợp như là Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, 54, 75, 21 năm mà người dân miền Nam vẫn còn nhớ mãi những cái giây phút êm đềm, đẹp đẽ, tử tế, văn hóa của thời Việt Nam Cộng Hòa. Và cái nếp sống văn hóa đó theo Ngô Nhân Dụng vẫn còn được đồng bào hiện nay từ miền Bắc đi vào trong Nam đó, xem như là một cái sự thể hiện của một cái vùng đất hết sức là hiền hòa, hết sức là nhân bản, hết sức là quan trọng con người. Thì thưa quý vị, cho phép chúng tôi được nói một vài kinh nghiệm cá nhân. Sau năm 2001, cái lúc mà Hoa Kỳ đưa quân vào Afghanistan, lúc bấy giờ chúng tôi cũng làm báo và chúng tôi cũng nộp đơn với lại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là hy vọng sẽ được đi vào Afghanistan để quan sát cái đất nước tận mắt mình và thậm chí đi xem cái khung cảnh của cái sự thay da đổi thịt của Afghanistan. Nhưng mà rất tiếc là giấy xin phép không được chấp thuận vì chúng tôi làm việc cho một cái cơ quan báo chí Việt ngữ mà được xem như là nhỏ quá, cho nên Bộ Quốc phòng không lý tới cái chuyện một cái tờ báo mà nó nhỏ như vậy có thể được liệt vào thành phần những cái hãng truyền hình lớn, những đài phát thanh hoặc là tờ báo lớn để được đi vào trong Afghanistan. Nhưng mà năm 2000, cái lúc mà Tổng thống Bill Clinton đi qua Ấn Độ đó, trước khi ông rời khỏi chức vụ lãnh đạo nước Mỹ, ông đi qua Ấn Độ họp với nó, thì lúc bây giờ chúng tôi đi làm việc cho Đài Á Châu Tự Do thì được đài cử đi qua bên Ấn Độ để mà tường thuật về chuyến đi công du của Tổng thống Clinton. Thì nhân cơ hội đó chúng tôi đã đến Bộ Xã hội của Ấn Độ để phỏng vấn. Rồi sau đó trên đường đi về Mỹ chúng tôi có ghé Pakistan và cũng đã phỏng vấn những nhân viên của Bộ Xã hội Pakistan về một cái tội mà gọi là tội honor killer, tức là giết người mà vì danh dự cho nên mới giết người. Một cách tóm tắt là như thế này: Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq đều có một cái tội danh gọi là honor killer, tức là những cái kẻ sát nhân nhưng mà giết người vì lý do nhân danh là bảo vệ danh dự của gia đình. Là nghĩa là sao? Một người con gái trong gia đình có thể bị anh ruột mình giết chết, có thể bị bố mình giết chết, có thể bị cả bà mẹ ruột của mình nữa cùng đứng về phía ông bố và thằng em trai, người anh trai đốt mình chết bởi vì mình đã phạm phải một cái lỗi lầm là làm mất danh dự gia đình. Thế nào là mất danh dự gia đình? Nếu người con gái đã đi ra ngoài đường với một người đàn ông mà người đàn ông đó chưa phải là fiancé, chưa có cưới hỏi, thì đó là phạm vào cái lỗi gọi là làm mất danh dự gia đình. Thì ông bố, người anh trai, người em trai và thậm chí bà mẹ nữa có thể nhẫn tâm đốt thiêu sống cái người con gái đó. Cái người giám đốc một cái phân bộ của Bộ Xã hội Ấn Độ có nói với chúng tôi là cái năm 2000 đã có tới gần 700 cái vụ báo cáo liên quan đến cái chuyện mà người phụ nữ bị giết chết vì phạm phải cái tội là mất danh dự gia đình đó. Chúng ta biết là phụ nữ bên Ấn Độ khi mà đẻ con ra, nếu mà là con gái thì thường thường là họ đem con dìm xuống sông cho chết. Tội nghiệp lắm. Bởi vì họ biết rằng con gái mà lớn lên muốn có chồng thì gia đình nhà gái phải bỏ một cái số tiền rất lớn là của hồi môn cho bên chồng. Và trước khi rước dâu thì cả hai bên, bên nhà chồng phải nhận được cái lời cam kết của phía bên nhà gái là của hồi môn nó gồm những cái gì, giá trị giá là bao nhiêu. Sau một thời gian về nhà chồng xong mà phía bên nhà gái không chung đủ cái số tiền hồi môn đó thì cô dâu có thể bị giết chết cũng vì cái tội là đã làm mất danh dự của gia đình nhà chồng. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta đọc những cái tác phẩm của những nhà văn Iran, Iraq, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy được họ đề cập đến cái tội ác nó gọi là honor killer đó. Những cái kẻ giết chết người thân trong gia đình hoặc là vợ mình hoặc là em gái mình kiểu đó không bị tội. Tức là chúng giết xong chúng lại nhờn nhơ đi ra ngoài xã hội. Đó là chuyện hoàn toàn có thật và vẫn tiếp tục xảy ra tại những nước nước như là
Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ v.v. Thì thưa quý vị, khi mà đọc cái bản tin sáng hôm nay nói về cái tay chân án Rahim đó mà đưa ra những cái hình thức gọi là xử phạt đối với những người dân Afghanistan nào phạm tội trong cái vùng mà quân Taliban chiếm đóng đó, thì cá nhân chúng tôi chợt thấy rằng cái thân phận của người phụ nữ đen tối ở bên những cái xứ như là Afghanistan đen tối lắm lận, chẳng riêng gì Afghanistan mà ngay cả bên Iran, ở bên Saudi Arabia tương đối đỡ hơn Saudi Arabia, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ v.v. Nghĩ đến thân phận của những người phụ nữ đó thì lại nghĩ đến thân phận, xin lỗi dùng chữ thân phận thì không đúng, nghĩ đến vị thế của các phụ nữ tại nước Mỹ. Nếu mà làm cuộc so sánh thì chúng ta sẽ thấy rằng sao mà có một sự bất công đến như thế. Vì một bên là các phụ nữ ở bên Afghanistan chẳng hạn, nhân phẩm của họ bị chà đạp đến tận đất đen, họ có thể không được đi học, đi ra đường thì phải che mặt, phải không? Có thể bị giết vì cái tội gọi là phạm phải danh dự của gia đình v.v. Còn một bên là nữ giới tại nước Mỹ thì được đặt vào cái vị trí cao nhất trong xã hội và gia đình. Chọn chữ để mà kết luận cái bài bình luận này thì khó, nhưng mà chỉ có thể nói lên rằng thương cảm và lo âu cho tương lai của nữ giới tại Afghanistan. Bởi vì cái tình hình này chỉ còn lại có hơn một tháng nữa là quân đội Hoa Kỳ và Liên minh NATO sẽ rút không còn một binh sĩ nào. Phía Hoa Kỳ thì còn 650 người để mà bảo vệ tòa đại sứ thôi. Mà điều đó nếu như tất cả các luật Hồi giáo gay gắt như cái tay chánh án Rahim này nói đó mà Đức áp dụng trên toàn cõi Afghanistan thì quả tình xứ sở đó là một thứ địa ngục trần gian. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả hai cuốn ký của nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Nhận xét về hai cuốn ký, nhà văn Phạm Xuân Đài nói rằng: đọc cuốn ký này, tôi thấy Đinh Quang Anh Thái như một người thư ký của cả một thời đại, viết phúc trình cho hôm nay và mai sau về những nhân vật mà anh quen biết. Trong mắt giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thì Đinh Quang Anh Thái từ nhỏ đã có máu giang hồ và tính dấn thân. Vì thế, anh có một cuộc đời chìm nổi. Anh có dịp được gặp và thân tình với một số khuôn mặt chính trị văn nghệ của cả miền Nam lẫn miền Bắc trong cuộc chiến. Và cũng vì thế mà anh có những tin tức đặc biệt ít người có. Nhà thơ Du Tử Lê nhận xét, vì Đinh Quang Anh Thái từng neo sinh mạng mình ở những bến bờ sinh tử khác nhau, nên cuốn ký của anh đã được chào đón với nhiều tin cậy, thiện cảm giữa cảnh chợ chiều của sinh hoạt chữ nghĩa ngày một lạnh nhạt co cụm. Hai cuốn ký của nhà báo Đinh Quang Anh Thái hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, 14318 Broker Street, Garden Grove, CA 92843, USA, điện thoại 1-888-204-7749 và 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong. Thưa quý khán giả, Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 là cuộc hành trình khám phá trên chuyến tàu xuyên thời gian, xuyên không gian trải dài từ nước Mỹ đương đại ngược về vùng sa mạc Assyria đến Hy Lạp, Ba Tư, Ấn Độ cổ đại, qua những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế, ký ức về Achilles kiêu hùng và sự thức tỉnh bất ngờ từ ngai vàng vua của Á Châu. Trong cơn xoáy nhân quả của tham vọng, chiến tranh hận thù và tình yêu, bức tranh kỳ vĩ về thân phận con người hiện lên sống động với biên độ kiến thức rộng mở không giới hạn. Tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong vén bức màn bí ẩn về hành trình bất tận của những linh hồn qua muôn vàn kiếp sống, sự thức tỉnh từ cõi chết để tìm ra con đường chuyển hóa nghiệp bằng cuộc cách mạng chuyển đổi tâm thức,
con đường minh triết có thể cứu lấy thế giới đang đứng trước những biến động và hiểm họa khôn lường. Tất cả được đúc kết, sâu chuỗi một cách logic với góc nhìn tổng thể giữa khoa học và tâm linh, triết học và lịch sử, các nền văn minh từ Đông sang Tây, từ cổ đại đến hiện đại. Tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brooker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Thay đổi cuộc sống với nhân số học do Lê Đỗ Quỳnh Hương dịch từ bản gốc bằng tiếng Anh là cuốn The Complete Book of Numerology của tiến sĩ David Phillips. Đây là một tác phẩm mà được một số người sau khi trải nghiệm, đọc và ứng dụng cảm thấy rằng thay đổi cuộc sống của mình. Thí dụ, nhận định của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Từ khi tìm hiểu nhân số học và biết được con số chủ đạo của mình là số 3, tôi, tức là Đàm Vĩnh Hưng, thấy vừa bất ngờ vừa thú vị. Phần nói về tính cách của người có con số chủ đạo 3 quá chính xác, gần như hoàn toàn đúng với cá nhân tôi. Một người thứ hai nhận xét về thay đổi cuộc sống với nhân số học, đó là nhạc sĩ Phương Uyên. Phương Uyên viết như sau: trước đây, tôi thường oán giận tại sao mình cũng có năng lực nhưng lại không chạm đến được những điều mình mong muốn. Rồi tôi nhận ra, do trước đây tôi đã đặt cái tôi của mình quá cao trong mọi việc, trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn không rút ra được bài học gì cho bản thân mình. Mãi cho đến khi biết được nhân số học, tôi có cơ hội dám nhìn lại toàn diện bức tranh cuộc đời mình. Khi ý thức được rằng mình là người có nhiều số 1 và số 7 trong biểu đồ ngày sinh, tôi bắt đầu nhìn nhận sự việc khác đi, nghiệm lại và dần dần tự điều chỉnh bản thân. Và tới bây giờ, tôi đang có một cuộc sống với năng lượng rất tích cực. Tác phẩm Thay đổi cuộc sống với nhân số học hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực. Địa chỉ là 14318 Brooker Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California 92843. Số điện thoại miễn phí là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp để quý khán giả gọi vào cho Tự Lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa là một công trình sưu tầm và biên khảo của tác giả Phạm Công Luận. Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa viết về sở thích sưu tầm các tờ báo xuân xuất bản tại Hà Nội trước năm 1954 và tại Sài Gòn từ 1954 cho đến 1975. Theo lời tác giả Phạm Công Luận, nội dung báo xuân thời tiền chiến và thời Sài Gòn trước 1975 có không khí Tết đặc biệt, văn chương thấm đẫm, những tình cảm nao nức tiễn một năm cũ, chào đón một năm mới vào nhà. Tác phẩm Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa dày 333 trang, với rất nhiều bìa báo xuân một thời vang bóng, tranh hí họa của các họa sĩ tài danh vẽ về Tết và rất nhiều bài báo, thơ văn từng được đăng trên các tạp chí xuân thời xa xưa trên đất nước Việt Nam chúng ta. Tác phẩm Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California 92843. Điện thoại miễn phí 1888-204-7749, 1888-204-7749 và điện thoại để quý khán giả có thể gọi trực tiếp vào tòa soạn của Tự Lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực
là www.tự lực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Chia tay ý thức hệ của Hà Sĩ Phu, bao gồm 3 bài tiểu luận của một trí thức sinh ra, lớn lên và được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại dứt khoát chia tay ý thức hệ cộng sản để đấu tranh cho dân chủ tự do của dân tộc Việt Nam. 3 bài tiểu luận gồm có: bài thứ nhất, dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ; bài thứ hai là đôi điều suy nghĩ của một công dân; và bài thứ ba là chia tay ý thức hệ. Thưa quý khán giả, cuối thập niên 1980, trong bối cảnh khối cộng sản Đông Âu và ngay tại cái nôi của chủ nghĩa cộng sản quốc tế bị sụp đổ là Liên Xô, thì ở Việt Nam xuất hiện lén lút bài viết với tựa đề Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ do một người viết ký tên là Hà Sĩ Phu. Lúc bây giờ tại hải ngoại, những người thao thức với tình hình Việt Nam nói với nhau rằng Hà Sĩ Phu là ai? Phải chăng cách đặt tên Hà Sĩ Phu có nghĩa là Sĩ Phu Bắc Hà, tức là Sĩ Phu của đất Bắc? Nhưng mà sau này người ta mới biết rằng Hà Sĩ Phu là bút hiệu của một người tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, hiện sống tại Đài Lạt. Ông là một người trí thức của Việt Nam. Trong những tác phẩm của ông viết, đặc biệt là tiểu luận Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ, cho thấy rằng ông là người lúc nào cũng thao thức với sự sống còn của đất nước Việt Nam, và ông đã nêu lên được những cái điểm nổi bật của một đất nước bị chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản cai trị. Tác phẩm Chia tay ý thức hệ của nhà Hà Sĩ Phu hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại miễn phí để quý khán giả gọi vào Tự Lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749, và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com.